Đô đốc Anh, Nga đã thua về mặt chiến lược. 20 cô gái Nga kiện cảnh sát vì xúc phạm nhân phẩm khi khám xét họ trong cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. New York Times, Trump còn lâu mới bị kết tội nhưng những rắc rối của Biden đã ở rất gần. Cuộc chiến Nga-Ukraine khiến Bắc Kinh rút ra bốn bài học. Chuyên gia, tên lửa vân phong của Đài Loan chính thức sản xuất hàng loạt. Điều này có ý nghĩa gì với Bắc Kinh? Phương vâng, Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 17 tháng 6 của DKN TV. Người đứng đầu lực lượng vũ trang của Anh tối ngày 16 tháng 6 theo giờ địa phương khẳng định Nga đã thua về mặt chiến lược trong cuộc chiến ở Ukraine khi Anh tuyên bố ủng hộ nhiều hơn cho Kyiv và Đông Âu. Đô đốc Sir Tony Radakin nói rằng Nga là một cường quốc suy giảm, chỉ có khả năng giành được lãnh thổ nhỏ bé sau gần 4 tháng giao tranh. Ông nói thêm rằng Nga đã giành quyền kiểm soát các khu vực phía đông Ukraine, nhưng với một chi phí khổng lồ, ước tính bằng một phần tư tài nguyên quân sự của nước này, ông nói thêm. Nga sắp hết quân cùng tên lửa tiên tiến và sẽ không bao giờ có thể tiếp quản phần còn lại của Ukraine. Ông phát biểu khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace thông báo Vương quốc Anh đã mua hơn 20 khẩu súng tầm xa M109 để gửi cho Ukraine. Vũ khí do Bỉ sản xuất bắn đạn pháo 155mm có độ chính xác lên tới 25 dặm. Đô đốc Sir Tony nói rằng cuộc xâm lược Ukraine là một sai lầm đáng sợ, đồng thời nói thêm Nga sẽ không bao giờ nắm quyền kiểm soát Ukraine. Ông nói Nga đang thất bại, họ có thể đạt được một số thành công về mặt chiến thuật trong vài tuần qua và những điều đó có thể tiếp tục trong vài tuần tới. Nhưng Nga đang thua về mặt chiến lược, một lý do là NATO mạnh hơn với Phần Lan và Thụy Điển muốn tham gia. Và chúng ta đang hỗ trợ Ukraine, điều đã cho thấy họ thực sự dũng cảm như thế nào. Vương quốc Anh đang ở trong một chặng đường dài. Vương quốc Anh đang cung cấp nhiều hệ thống tên lửa phóng và vừa chuyển giao 120 xe chiến đấu bọc thép đồng thời cũng đã cung cấp tên lửa chống tăng Enlo hiệu quả cao. Vào tháng 3 năm nay, cảnh sát Nga đã bắt giữ 20 phụ nữ trẻ bị tình nghi tham gia biểu tình trên đường phố, thậm chí còn bắt họ cởi trần và để lộ ngực trước ống kính máy ảnh để khám xét cơ thể. Người trẻ nhất trong số họ mới 18 tuổi. Sự việc được đưa ra ánh sáng vì sau hàng loạt cách đối xử vô lý, họ quyết định ra tòa với cảnh sát và khẳng định quyền tự chủ về thể chất của mình. Theo tờ Daily Mail Online đưa tin vào ngày 13 tháng 6, cuộc biểu tình phản chiến ở thành phố Novgorod, miền Tây Bắc nước Nga đã diễn ra sôi nổi. Những người phụ nữ được cho là đã công khai bày tỏ tình cảm ủng hộ Ukraine và tẩy chay hành động quân sự của Tổng thống Vladimir Putin. Các luật sư của nguyên đơn khôi phục lại cách các thân chủ bị xỉ nhục và những hình phạt thấp hèn đã tước đi phẩm giá của họ. Có thông tin cho rằng cảnh sát yêu cầu họ cởi quần áo, thậm chí cả đồ lót ở chỗ trống để khám người, Lúc đó có người nói, tôi đang trong kỳ kinh nguyệt. Nữ cảnh sát dừng dưng đáp, à, tôi là đàn bà, tôi hiểu, cởi ra. Thỉnh thoảng có những cảnh sát nam khác đi qua và cảnh khỏa thân không bị dừng lại. Lúc đầu cảnh sát có thái độ rất tệ, họ nói chuyện và cười nhạo chúng tôi. Sau đó họ đột ngột nói rằng họ sẽ cởi bỏ quần áo của chúng tôi. Tôi cảm thấy rất lạ khi họ cũng bắt mỗi người chúng tôi thực hiện 5 lần squat. Squat là một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi. Mệnh lệnh phi lý này được đưa ra hơn một lần. Nhiều phụ nữ bị bắt nói, hôm sau lại tái diễn, nếu bị bắt họ sẽ bảo cởi đồ, cởi nội y, đứng dựa vào tường rồi chia máy ảnh về phía chúng tôi. Cuối cùng, những người phụ nữ này cũng bị phạt tới hơn 6 triệu đồng vì biểu tình phản đối chiến tranh. Phụ nữ nên có quyền tự chủ, vì vậy sự việc đã được phơi bày. Họ nói, đây là bạo lực, một hành động bạo lực đối với phụ nữ. Quốc hội Hoa Kỳ hiện đang tổ chức các phiên điều trần về vụ bạo lực trên đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm ngoái trong nỗ lực làm rõ liệu cựu Tổng thống Donald Trump có phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn khiến nhiều người thiệt mạng hay không. Tuy nhiên, ông Trump dường như không bị ảnh hưởng. Vào ngày 14, các tiểu bang Nam Carolina, Nevada, Maine và Bắc Dakota của Hoa Kỳ đã tổ chức bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ, trong khi Texas tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt. Kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ sẽ cung cấp một số thông tin tham khảo cho cuộc bầu cử Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 11. Ảnh hưởng của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được kiểm tra lại trong hai cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng của Nam Carolina, trong khi đó những người cấp tiến của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ lại phải hứng chịu một thất bại nữa ở Nevada và cuộc bầu cử ở Nevada mang lại tin tốt cho ông Trump. Ngoài ra, một cuộc bầu cử đặc biệt được tổ chức tại Texas cũng được quan tâm đặc biệt ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã đánh bại Đảng Dân Chủ để giành ghế quốc hội tại quận 34 của Texas. Đối với đảng viên Dân Chủ đó là một lời nhắc nhở, nhưng cũng cung cấp một số thông tin chi tiết về những gì cuộc bầu cử tháng 11 sẽ mang lại cho một số trạng thái xoay trục quan trọng. Dân biểu Rice, người ủng hộ bản luận tội ông Trump, thua cuộc bầu cử sơ bộ ở Nam Carolina. Trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở Nam Carolina, dân biểu được ông Trump hậu thuẫn đã dễ dàng đánh bại dân biểu Tom Rice đương nhiệm, người đã ủng hộ việc luận tội ông Trump. Rice là một trong 10 thành viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu để luận tội ông Trump sau sự cố ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, Hoa Kỳ. Ở tiểu bang Maine, cựu thống đốc Đảng Cộng Hòa Paul Lepage một lần nữa thách thức thống đốc Đảng Dân Chủ đương nhiệm Janet Mills. Lepage, một chính trị gia theo phong cách Trump, người từng tự gọi mình là Trump trước khi Trump trở nên nổi tiếng, đã từng bị chỉ trích rộng rãi vì những nhận xét phiến diện về một loạt vấn đề bao gồm nhập cư, môi trường, phá thai và quyền bầu cử. Lần cuối cùng đã rời bỏ trước kế thống đốc Maine với ít hơn 40% chấp thuận. Nhưng bây giờ Lepage đang trở lại. Reuters báo cáo rằng mặc dù thống đốc Mills hiện tại có tỷ lệ ủng hộ công chúng địa phương cao, thậm chí cao hơn cả ông Biden, nhưng chi phí sinh hoạt cao và lạm phát hiện nay tác động đến người dân Maine và phần còn lại của đất nước là rất lớn, và LePage đã hạ gục Mills vì chính sách đối với nền kinh tế như cách Trump hạ gục Biden. Trong một cuộc bầu cử đặc biệt ở Texas, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mayra Flores đã đánh bại ứng cử viên Dân chủ Dan Sanchez để giành ghế hạ viện Texas ở quận Rio Grande Valley. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng Cộng Hòa, vì đây là lần đầu tiên quận xanh trong hàng thế kỷ chuyển sang màu đỏ. Hơn 80% dân số của quận này là người Tây Ban Nha và đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong 100 năm qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, người gốc Tây Ban Nha ngày càng sẵn sàng tham gia vào chính trị hơn và họ trở nên ủng hộ cánh hữu hơn. Kết quả của cuộc bầu cử đặc biệt đã mang đến một cái nhìn khác về sự phổ biến ngày càng tăng của Đảng Cộng hòa trong các cử tri gốc Tây Ban Nha và những thách thức mà Đảng Dân chủ phải đối mặt khi cách tiếp cận bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tính đến sáng sớm ngày 15, Flores đã đánh bại ba ứng cử viên khác, trong đó có Sanchez, đảng viên Đảng Dân chủ trong cuộc đua và giành được 50% phiếu bầu. Điều này sẽ cho phép ông không phải rơi vào vòng bỏ phiếu thứ hai. Cựu dân biểu bang Nevada, Jim Marchant, đã dễ dàng giành được sự đề cử của đảng Cộng hòa. Marchant, người từ lâu đã lập luận rằng có gian lận bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, cho biết ưu tiên đầu tiên của ông sẽ là đại tu hoàn toàn hệ thống bầu cử gian lận của Nevada. New York Times tin rằng Marchant là người đáng lo ngại nhất đối với các đảng viên dân chủ trong tiểu bang. Quá trình và đỉnh điểm của vụ bạo loạn trên đồi Capitol ngày 6 tháng 1 đã được cả thế giới biết đến từ lâu. Kết quả là Trump đã trở thành tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị quốc hội luận tội hai lần. Nhưng sau đó ông đã được các thành viên Cộng hòa ở Thượng viện hậu thuẫn mạnh mẽ và không bị kết án. New York Times đưa tin rằng Trump vẫn còn lâu mới bị kết tội, nhưng những rắc rối của Biden đã ở rất gần. Báo cáo cho biết ưu tiên hàng đầu của ông Biden là tìm cách kiểm soát giá dầu tăng vọt và kiềm chế lạm phát. Tờ báo viết nhưng chính trị gia cao cấp này cả đời làm chính trị Mỹ cũng chưa bao giờ thấy ông thực sự giúp người Mỹ giải quyết các vấn đề khác nhau kể từ khi ông nhậm chức. Nhiều người Mỹ sẽ nhớ rằng ông Biden và đảng cầm quyền của ông đã làm không tốt. Ngược lại, họ sẽ đối xử với đảng đối lập bằng thái độ bao dung và thay đổi hiện trạng bằng cách trừng phạt đảng cầm quyền và thưởng cho đảng đối lập. Kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều người nghĩ ngay đến tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Tổ chức Tư vấn Trung tâm An ninh Mỹ mới CNAS của Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp liên quan đến quốc phòng vào ngày 14. Trong cuộc họp, Colin Cowell, một quan chức phụ trách chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Bắc Kinh cần phải rút ra được bài học lớn từ vụ việc Ukraine. Ông Carl chỉ ra rằng Bắc Kinh có thể phải rút ra bốn bài học lớn từ vụ việc Ukraine. Thứ nhất là Trung Quốc có thể bị bất ngờ trước tính chính xác của thông tin tình báo phương Tây. Mặt khác, thực tế đã cho thấy Trung Quốc mắc sai lầm trong việc đánh giá tình hình ở Nga và Ukraine. Thứ hai, mặc dù Nga đã tung ra chiến dịch tuyên truyền thông tin, tuy nhiên mô hình công bố thông tin của thế giới dân chủ có thể cạnh tranh với chiến tranh tuyên truyền. Thứ ba, ví dụ của Nga có thể thấy rằng không cần thiết phải chi nhiều tiền để đầu tư vào vũ khí và nó có thể được chuyển đổi thành sức mạnh chiến đấu thực tế. Cuối cùng, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, đã gây ra các lệnh trừng phạt chống lại Nga trên quy mô toàn cầu. Ông Carr tin rằng tất cả những điều trên có thể khiến Trung Quốc tỏ ra thận trọng hơn trong vấn đề Đài Loan. Nhưng một câu hỏi cơ bản hơn là liệu phản ứng của quốc tế đối với hành động gây hấn trong tương lai của Trung Quốc sẽ giống với phản ứng đối với cuộc khủng hoảng Ukraine hay phản ứng như với quá trình phi dân chủ hóa của Hồng Kông. Ông Carr cho biết tình trạng hiện tại của thế giới, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, phản ứng của thế giới sẽ có khả năng giống với những gì họ đã làm đối với cuộc chiến ở Ukraine hơn là phản ứng của họ với sự việc ở Hồng Kông. Ngày 12 tháng 6, Du Tích Khôn, Chủ tịch Nhân dân Lập pháp Đài Loan cho biết tên lửa vân phong siêu thanh của Đài Loan đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Tên lửa có tầm bắn 2.000 km và có thể bắn tới Bắc Kinh. Tin tức này có ý nghĩa gì đối với chính quyền Trung Quốc? Giáo sư Trương Thiên Lượng, một nhà bình luận về các vấn đề thời sự, nói với We Media, ông đã đưa ra phân tích của mình trong chương trình Thiên hạ chính luận. Sau đây là những nội dung chính trong bài phân tích của ông. Tên lửa vân phong của Đài Loan có thể đe dọa Trung Quốc. Ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Đài Loan Du Tích Hôn đã có video diễn thuyết tiêu đề là Ý chí phòng vệ là một cách tốt để bảo vệ Đài Loan, sự khai sáng của chiến tranh Ukraine-Nga. Ông nói rằng sự tự lực và viện trợ con người là chìa khóa của cuộc chiến Ukraine-Nga. Nó là một gợi ý quan trọng nhất cho Đài Loan. Người Đài Loan nên giống Ukraine chống lại quân địch, những kẻ sẽ gây ra tội ác trong tương lai. Ông đã đề cập đến một sự kiện trong buổi diễn thuyết, từ năm 2002 đến 2005, khi là giám đốc điều hành, ông đã biết tên lửa vân phong của Đài Loan đã có thể tấn công Bắc Kinh. Nhưng lúc đó ông không nói được. Hiện tên lửa vân phong đã được sản xuất hàng loạt, có nghĩa là Đài Loan về cơ bản đã sẵn sàng. Sau đó ông nói một số điều rất thú vị. Ông nói, tất nhiên Đài Loan không có ý định xâm lược Trung Quốc, không giống như từng giới thạch muốn phản công đại lục. Đài Loan sẽ không chủ động tấn công Bắc Kinh và đập Tam Hiệp. Nhưng trước khi Bắc Kinh muốn tấn công Đài Loan, trước tiên phải xem xét rằng Đài Loan cũng có khả năng tấn công Bắc Kinh. Điều này rất đáng nói, như những chiếc kim được giấu trong bông. Mặc dù ông Du Tích Khôn nói rằng Đài Loan sẽ không chủ động tấn công Bắc Kinh và đập Tam Hiệp, nhưng ông ấy nói rõ ràng rằng Đài Loan có khả năng tấn công Bắc Kinh và đập Tam Hiệp. Chúng ta biết rằng đập Tam Hiệp là một nguy cơ lũ lụt trên đầu của 600 triệu người ở Trung Quốc, rất rất nguy hiểm. Nếu nó bị vỡ, từ Nghi Sương đến Vũ Hán tới Nam Kinh và Thượng Hải sẽ bị lũ nhấn chìm. Đây là vùng đồng bằng sông Dương Tử phát triển kinh tế nhất ở Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta đã có thể thấy từ bài phát biểu của Du Tích Khôn, tên lửa Vân Phong là một sản phẩm cách đây gần 20 năm. Hiện tại nó không chỉ được sản xuất hàng loạt sau hơn 10 năm phát triển, nó nhất định đã được phát triển nâng cấp lên thế hệ thứ hai. Đây không thực sự là một bí mật lớn. Theo bản cập nhật năm 2018 trên trang mối đe dọa tên lửa của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington, Tên lửa Vân Phong là một loại tên lửa hành trình đặt trên bệ phóng mặt đất với tốc độ siêu âm, là một trong số ít tài sản chiến lược ở Đài Loan được thiết kế để nhắm mục tiêu vào miền Bắc và miền Trung Trung Quốc. Nếu bạn vẽ một vòng tròn với 2.000 km, đập thăm hiệp, nghi xương và những nơi khác chắc chắn nằm trong tầm tấn công của tên lửa. Việc nghiên cứu và phát triển tên lửa này bắt đầu vào năm 1996, khi cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan xảy ra. Đài Loan bắt đầu bầu cử sau khi Lý Đăng Huy mở lệnh cấm đảng do các đảng đối lập từ lục doanh, lực lượng vũ trang thời hàn lấy cờ xanh làm hiệu ở các địa phương dưới thời thanh ra tranh cử nên đài loan bắt đầu dân chủ hóa vào năm 1996. Nói cách khác, nó không còn là quy tắc độc đảng nữa. Đảng cộng sản trung quốc vô cùng bức xúc vì điều này vì nếu đài loan không bị chi phối bởi một bên, nếu nhà độc tài không có tiếng nói, tương lai của đài loan sẽ không còn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa quốc dân đảng và đảng cộng sản mà phụ thuộc vào ý chí của người dân đài loan. Vì vậy khi bầu cử diễn ra ở Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng sử dụng tên lửa để uy hiếp Đài Loan. Đài Loan bắt đầu phát triển tên lửa vân phong ngay sau cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996. Kỳ thực, việc như thế này không thể giấu được. Chúng ta biết rằng mỗi khi Triều Tiên thử tên lửa, ngay lập tức các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin rằng Triều Tiên đã bắn một tên lửa. Vì vậy trên thực tế, những thứ như phóng thử tên lửa có thể được nhìn thấy bởi vệ tinh, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc hẳn đã biết điều đó từ lâu. Năm 2018, Tống Triệu Văn, thành viên Ủy ban Cố vấn Quốc phòng Quốc gia Đài Loan và chuyên gia quân sự cho biết trong một bài đăng trên Facebook, trong tương lai, nếu Đài Loan có thể có hơn 500 tên lửa hành trình tổng cao vân phong, nó có thể tạo ra một mối đe dọa hiệu quả, đồng thời có thể gây rối tác chiến nhịp nhàng của các hoạt động xâm phạm Đài Loan. Nó sẽ có lợi cho sự phát triển hòa bình của cả hai bên eo biển. Trên thực tế, đôi khi hành vi phạm tội là cách tự vệ tốt nhất. Không chỉ có vũ khí phòng thủ, khi bạn có vũ khí tấn công, nó cũng sẽ ngăn chặn kẻ thù không dám hành động hấp tấp. Tống Triệu Văn cũng tiết lộ trên Facebook, tên lửa Vân Phong có tầm bắn hơn 2.000 km, có thể đạt tốc độ Mach 3. Mach 3 gấp 3 lần tốc độ âm thanh, vì vậy nó là tên lửa siêu thanh, hệ thống chống tên lửa nói chung rất khó chống lại. Trong tin tức mới nhất, ngày 13 tháng 6, Tống Triệu Văn đã thông báo với Đài Loan kỹ thuật sản xuất hàng loạt là một số lượng mà Vân Phong 2 đã thiết lập. Nó được phủ một lớp sơn tàng hình, không dễ bị radar phát hiện và cũng không dễ tìm. Việc Đài Loan có những tên lửa như vậy đã là một thông tin công khai. Điều này sẽ làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc càng giảm quyết tâm tấn công Đài Loan. Sự khác biệt giữa chiến tranh Đài Loan và chiến tranh Nga-Ukraine Cuộc chiến eo biển Đài Loan không có danh giới, không giống như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ cho đến nay, châu Âu và Mỹ đều nỗ lực hết sức để ngăn chặn Ukraine phản công vào Nga, vì sợ Nga nổi cơn thịnh nộ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí có thể nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Vì vậy, Ukraine thỉnh thoảng quấy rối bên trong Nga và cũng chỉ dừng đến đó. Khi Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine, vụ phóng tên lửa HIMARS không chỉ cố tình hạ thấp tầm bắn từ 300 xuống 80 dặm, đồng thời cũng khiến Ukraine hứa sau khi có được vũ khí này sẽ không bắn phá vào đất liền Nga cho nên cuộc chiến Nga-Ukraine thực sự dựa trên biên giới của Nga và Ukraine. Bất kể Ukraine đánh thế nào thì cũng không tiến vào biên giới của Nga. Đây cũng là lý do tại sao Putin tự tin, dù tôi có chiến đấu thế nào thì cũng không thua, họ cũng sẽ không đánh vào trong lãnh thổ của Nga. Nhưng cuộc chiến eo biển Đài Loan không như vậy. Chúng ta đều biết rằng một khi cuộc chiến ở eo biển Đài Loan bắt đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ không thể chiến thắng trong một cuộc chiến thông thường. Trước tiên, hầu như không có hy vọng đổ bộ, chắc chắn phải có tên lửa và ném bom bằng máy bay trước khi đổ bộ. Bây giờ họ có thể tấn công Đài Loan bằng tên lửa và ném bom bằng máy bay. Tại sao Đài Loan không thể đánh trả bằng tên lửa? Họ không thể ngăn cản điều đó. Nếu Đài Loan thực sự tấn công lập tam hiệp bằng tên lửa, chỉ cần đập tam hiệp sụp đổ, bộ máy chiến tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cơ bản sẽ bị tê liệt. Vì từ Vũ Hán đến Nam Kinh và Thượng Hải, nếu xảy ra lũ lụt, toàn bộ giao thông Bắc Nam sẽ bị gián đoạn, đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu cũng sẽ bị gián đoạn. Nếu giao thông nam bắc bị gián đoạn, nam bắc khó kiểm soát, ngay cả việc điều quân không điều được, sản xuất kinh tế cũng bị gián đoạn. Đài Loan sẽ chiến đấu, giờ chỉ đợi xem Đảng Cộng sản Trung Quốc có đẩy Đài Loan đến bước đó hay không. Các tiểu hồng phấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc không bao giờ hiểu được chân lý chiến đấu ác liệt và nguy hiểm, chỉ khi bản thân họ bị nhấn chìm bởi lũ lụt, họ mới nhận ra cái gọi là tấn công Đài Loan bằng mọi giá của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khiến họ phải trả giá. Mà khi giao thông Bắc Nam bị gián đoạn, khi nền kinh tế và đời sống không bền vững, Tập Cận Bình không còn có thể kiểm soát phía Nam của Trung Quốc từ phía Bắc, sẽ dẫn đến toàn bộ chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phá vỡ và mất kiểm soát. Tập Cận Bình không dám tấn công Đài Loan, đây cũng là một lý do. Tất nhiên, cân nhắc lại rằng các nhà bình luận chính trị và các chính trị gia nghĩ khác nhau. Bình luận của ông Trương Thiên Lượng ở đây là một thảo luận chính trị, không là chính trị gia. Ông có thể nói rằng tập cận bình 100% sợ hãi khi chiến đấu với đài loan. Nhưng nếu là một chính trị gia, ông nói mình chắc chắn sẽ tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến ở eo biển đài loan, vì chỉ khi bạn sẵn sàng, đảng cộng sản trung quốc sẽ không dám hành động hấp tấp. Điều này rất quan trọng. Bình pháp tôn tử có nói dùng binh đánh trận, ta không hy vọng kẻ thù không đến, ta chỉ có thể dựa vào sự chuẩn bị tốt của bản thân. Như vậy kẻ thù mới không dám tấn công. Ta không hy vọng kẻ thù sẽ không tấn công mình, mà hãy ở tâm thế kẻ thù có tấn công cũng không thắng được ta, chỉ có như vậy ta mới không sợ. Mặc dù xác suất Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công Đài Loan là rất nhỏ, nhưng với tư cách là một chính trị gia, chúng ta phải chuẩn bị đối ứng, vì chỉ khi ta chuẩn bị tinh thần 100% để chống lại thì họ mới thực sự 100% sợ tấn công ta, ông Trương kết luận. Thưa quý vị, Mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.